Một chàng trai trẻ đã cùng nhóm bạn ăn trưa trong căng tin của trường đại học. Bạn bè của anh đang cười nói vui vẻ, nhưng họ sớm nhận ra rằng anh ta hầu hết không nói một lời nào. Có vẻ anh ấy đang bị phân tâm bởi điều gì đó. Ngồi cách đó vài bàn là một cô gái đang ăn một mình, và thực tế là cả bàn của cô hoàn toàn trống trơn. Khi anh ta nhìn chăm chăm, một trong những người bạn của chàng trai trẻ chồm tới và nói với anh nên tránh xa cô ta, bảo rằng người mà anh ta đang nhìn chằm chằm rất kỳ lạ, và tốt hơn hết là anh ta nên để cô ấy một mình. Chàng trai trẻ không nghĩ rằng cô ấy trông kỳ lạ. Anh ấy thấy cô ấy trông rất đẹp. Thêm vào đó, anh ta đã nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở một trong những lớp học của anh ta, và cô ấy không có vẻ gì là lạ, chỉ ngại ngùng. Bạn bè của chàng trai theo dõi khi anh ta đứng dậy rời khỏi bàn và đến ngồi đối diện với cô gái đó. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi anh ấy nói xin chào với cô, như thể cô không biết phải nói gì lại. Chàng trai trẻ nói với cô ấy rằng anh đã nhìn thấy cô trong lớp giải phẫu của mình và giới thiệu bản thân với cô, sau đó đưa tay ra. Sau một khoảnh khắc ngắn, cô ấy bắt tay anh. Cô ấy cũng thấy anh trong lớp. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Đây là một trong những cuộc trò chuyện đầu tiên khá vụng về với người mà bạn thích. Họ nói một chút về lớp học của họ. Cả hai đều cảm thấy rất khó khăn về chuyên ngành của họ, cả về các loại thuốc và nơi họ sống. Anh ấy ở trong khuôn viên trường, cô ấy thì sống ở ngoài. Người thanh niên cần phải đến lớp tiếp theo của mình, nhưng anh ta hỏi cô ấy có muốn học cùng nhau một lúc nào đó không. Cô ấy có vẻ do dự, nhưng sau đó đồng ý trao đổi số điện thoại. Người thanh niên bước ra khỏi bàn với nụ cười tươi trên mặt. Tối hôm đó, cậu thanh niên đang học trong ký túc xá của mình. Bạn cùng phòng hỏi anh có muốn đi dự tiệc cùng anh ta không, nhưng người thanh niên từ chối vì anh ta có một bài kiểm tra quan trọng sắp tới mà cần phải tập trung cho nó. Bạn cùng phòng của anh ấy bỏ đi và anh ấy kiểm tra điện thoại của mình lần thứ 100 trong đêm đó. Vẫn không có tin nhắn. Ngay khi đặt nó trở lại bàn học của mình, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Có một tin nhắn và nó là từ cô ấy. Bài này thực sự khó, bạn có muốn học chung không? Người thanh niên hào hứng. Tất nhiên là anh ấy muốn học cùng nhau. Ở đâu? Căn hộ của cô ấy. Tuyệt quá. Chàng trai trẻ không lãng phí thời gian, lấy áo khoác và sách của mình và đi ra ngoài. Trời bắt đầu có tuyết khi anh ta đạp xe đến căn hộ của cô, cách một vài dặm từ khuôn viên trường. Anh ấy cảm thấy hơi lo lắng khi khóa xe đạp và đi đến trước cửa nhà cô ấy. Anh ta gõ và cánh cửa mở ra. Cô ấy đây rồi. Người phụ nữ trẻ trông cũng đẹp như lúc ở trong căn tin. Người phụ nữ trẻ chỉ cho anh ta vào căn hộ của cô. Cô mời anh ấy một ly rượu trước khi họ ngồi xuống và bắt đầu học. Giữa lúc đố nhau về hệ thống tuần hoàn của con người, cả hai trò chuyện, hiểu nhau hơn một chút. Cuối cùng, cô ấy nói với anh rằng cô ấy có một chuyện cần hỏi anh. Cô ấy muốn biết liệu anh có nghĩ rằng cô ấy kỳ lạ hay không? Người thanh niên sửng sốt và trả lời, không, không hề. Cô ấy nói với anh rằng cô ấy biết điều đó nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng khi cô ấy còn nhỏ, có tin đồn xung quanh trường nói rằng cô ấy là một bụng phù thủy. Cô không biết liệu có ai đó biết cô từ nhỏ vẫn đang lan truyền câu chuyện đó hay không. Người thanh niên chưa nghe thấy điều đó, nhưng người ta muốn biết tại sao ai đó lại nghĩ như vậy. Bởi vì bạn làm những điều ngu ngốc khi bạn còn là một đứa trẻ, cô nói với anh. Bạn đọc về một nghi lễ trong một cuốn sách cũ và thử nó chỉ để giải trí. Tất nhiên không có gì xảy ra, nhưng đừng nói với bất kỳ ai rằng bạn đã thử nó. Nếu không, bạn sẽ không ngừng cảm thấy xấu hổ vì điều mà bạn đã làm. Họ nhìn ra bên ngoài và tuyết đã thực sự bắt đầu rơi. Cũng muộn rồi. Anh có muốn ở lại qua đêm không? Chàng trai trẻ rất thích. Buổi sáng đạp xe trở về trường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô bảo anh ta đợi một phút và đi vào phòng ngủ của mình. Chàng trai trẻ lo lắng. Anh ta chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này trước đây, hoặc thậm chí là một tình huống tương tự nào đó. Anh ấy chưa bao giờ có bạn gái, hoặc thậm chí hôn một cô gái trước đây. Đêm nay có thể là đêm đó. Cửa phòng ngủ mở ra và người phụ nữ trẻ bước ra với chăn và gối cho chiếc ghế dài. Cô ấy nói với anh ấy rằng hãy nghỉ ngơi thoải mái và cô ấy sẽ gặp anh vào sáng mai. Người thanh niên cảm thấy thất vọng, nhưng anh ta đã mong đợi điều gì chứ? Cô ấy chỉ muốn ai đó học cùng. Anh thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô ấy có thể thích anh chỉ vì anh có chút cảm tình với cô. Có lẽ họ sẽ là những người bạn tốt. Chàng trai trẻ nằm dài trên ghế và nhìn tuyết rơi bên ngoài. Ở đây thật yên bình và tĩnh lặng, không giống như ký túc xá nơi ai đó luôn gây ồn ào. Anh ấy nhìn những bông tuyết bay qua cửa sổ khi mắt anh ấy bắt đầu nặng trĩu và anh ấy chìm vào giấc ngủ. Đó là gì vậy? Người thanh niên giật mình. Anh có thể thề rằng đã nghe thấy điều gì đó. Anh ấy lắng nghe, nhưng bây giờ chỉ có im lặng. Anh nằm xuống và nhắm mắt lại. Đó hẳn là một giấc mơ. Không, lại nữa rồi. Một tiếng động lộp bộp. Sau đó, nhiều âm thanh khác.
bóp và xé, giống như thịt bị bóp nát và xé rách. Điều gì đang xảy ra? Người thanh niên đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nhìn xung quanh, có vẻ như nó đang phát ra từ phía phòng ngủ. Phòng ngủ của cô ấy, cửa vẫn đóng và dường như không có bất kỳ đèn nào được bật, nhưng những âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục. Người thanh niên không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó, nhưng anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh ta bước một bước về phía cửa và tiếng động dừng lại. Anh ấy nên làm gì? Cô ấy sẽ nổi điên nếu anh ta gõ cửa. Nhưng lỡ có điều gì đó đang xảy ra trong đó, nếu cô ấy thực sự cần sự giúp đỡ của anh ấy thì sao? Anh ta phải mạo hiểm thôi. Anh ấy cần phải kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Người thanh niên gõ nhẹ cửa, không có tiếng trả lời. Anh ta gõ mạnh hơn một chút. Xin chào, bạn có ổn không? Vẫn không có sự hồi đáp. Anh ta thực sự sẽ làm điều này ư? Tim anh đập thình thịch. Anh nắm chặt tay nắm cửa và từ từ vặn nó. Cánh cửa mở ra rất nhẹ. Trong phòng của cô ấy rất tối. Một chùm tia sáng nhỏ từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. Anh ta mở cánh cửa rộng hơn một chút. Tôi hy vọng không sao nếu tôi vào, anh ta nói. Tôi đã nghe thấy gì đó và... Người thanh niên đông cứng lại vì sợ hãi. Nằm ở đó trên giường, được chiếu sáng bởi ánh trăng, là một cô gái. Nhưng không phải toàn bộ cô gái, đó chỉ là cơ thể của cô ấy. Đầu cô ấy đã bị xé toạc ở cổ. Thật không may, chàng sinh viên này sẽ không bao giờ vượt qua lớp giải phẫu của mình. Bởi vì ngay cả những thứ vô hại như một cuộc hẹn cũng có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ khi bạn học của bạn là sinh vật dị thường và nguy hiểm mà nhiều người gọi là Malai, nhưng được biết đến nhiều hơn ở tổ chức SCP với tên gọi SCP-1060. SCP-1060 là tên gọi được đặt cho một người phụ nữ, bao gồm cả cơ thể và đầu, tự xưng với tên là Adila. Trong các cuộc phỏng vấn với đối tượng, cô ấy cho biết mình 22 tuổi và cô ấy thông thạo tiếng Mã Lai và có thể tương tác phần nào bằng tiếng Anh kiểu Malaysia. Đây là một dạng tiếng Anh nhưng có kết hợp các yếu tố từ tiếng Mã Lai. Đối tượng đã nói với những người phỏng vấn rằng cô ấy được đào tạo làm y tá sản khoa, còn được gọi là OP, một loại y tá chuyên giúp chăm sóc phụ nữ và thai nhi trong thời kỳ mang thai, chuyển dạ và sinh nở. Thoạt nhìn có vẻ như SCP-1060 là một người phụ nữ trẻ hoàn toàn bình thường, và đó là sự thật, nhưng chỉ vào ban ngày. Vào ban đêm, SCP-1060 trải qua một số thay đổi kỳ lạ trong sinh lý của cô. Vào buổi tối, khoảng 80 phút sau khi SCP-1060 chìm vào giấc ngủ, đầu và một số cơ quan nội tạng bao gồm tim, phổi, gan và phần lớn hệ tiêu hóa của cô ấy sẽ tách rời khỏi phần còn lại của cơ thể. Điều này xảy ra với một chuyển động rất mạnh, bất thình lình, đột ngột xé toạc đầu và các cơ quan ra khỏi cơ thể, để lại một lỗ hổng lớn trên cổ của đối tượng. Phần đầu và các cơ quan nội tạng hiện đã tách rời sẽ bắt đầu bay lên thông qua một quá trình mà các nhà nghiên cứu của tổ chức SCP chưa lý giải được. Chúng sẽ bắt đầu bay xung quanh căn phòng mà chúng đang ở khi các thay đổi thể chất khác diễn ra. Lưỡi của đối tượng sẽ tăng kích thước lên khoảng 22cm về chiều dài và sẽ bắt đầu thè ra trong không khí giống như các loài rắn. Răng nanh trên và dưới của đối tượng cũng sẽ tăng cả về kích thước và độ sắc. Đồng thời, phần cơ thể còn lại vẫn nằm trong tư thế nghỉ ngơi ở vị trí như khi đầu bị tách ra. Nếu có thức ăn, SCP-1060 sẽ sử dụng ruột treo lủng lẳng của nó như một loại chi có khả năng nâng thức ăn lên miệng và dùng hàm răng sắc như dao cạo xé thức ăn. Sau khi ăn xong, cái đầu quái gở sẽ nhúng các phần nội tạng lộ ra ngoài vào một bồn giấm rượu gạo. Việc cho nội tạng tiếp xúc với giấm có tác dụng tức thì, khiến chúng co lại để có thể nằm gọn trong phần cổ lộ ra trên cơ thể không đầu và có thể nhét trở lại khoang cơ thể. Sau đó, đầu dường như tự gắn lại liền mạch với cơ thể, lưỡi và răng trở lại kích thước bình thường. Và không có dấu hiệu nào cho thấy phần đầu cơ thể này vừa lơ lửng trong không khí chỉ vài phút trước đó. SCP-1060 tuyên bố không biết bất kỳ điều gì đã xảy ra, khẳng định rằng cô ấy ngủ bình thường. Việc cô ấy hoàn toàn không nhận thức được tình trạng của mình đã khiến cô ấy khăng khăng rằng cô ấy nên được thả ra khỏi sự quản thúc của tổ chức và thường xuyên yêu cầu được phép liên lạc với các thành viên gia đình của mình. Cho đến nay, những yêu cầu này đã bị từ chối. Một cái đầu tự xé toạc cơ thể của chính nó vào ban đêm và bay xung quanh với các bộ phận lộ ra ngoài treo lủng lẳng bên dưới là một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói đến điều khiến SCP-1060 thực sự kinh hoàng, đúng như nhiều truyền thuyết và giai thoại Mã Lai mô tả. Thức ăn ưa thích của sinh vật này là trẻ em và thai nhi của phụ nữ đang mang thai. Tổ chức đã biết được sự thật này trong một sự cố đặc biệt đáng lo ngại. Nó được chỉ định là SCP-1060-01A. Trong sự cố này, một nhà nghiên cứu đang mang thai tháng thứ 6 của thai kỳ đã vào buồng quản thúc SCP-1060 trong khi nó đang thực hiện hành vi ban đêm của mình để đổ đầy chậu giấm cho phép SCP-1060 trở lại hình dạng người. Mặc dù trước đó, nó không thể hiện hành vi hung hăng đối với nhân viên. Ngay khi nhà nghiên cứu bước vào buồng,
SCP-1060 ngay lập tức bay về phía cô ấy. Nó sử dụng ruột treo lủng lẳng của mình để tóm lấy nhà nghiên cứu. Và kết quả không mấy tốt đẹp. Đáng buồn là cả nhà nghiên cứu và thai nhi đang mang trong bụng đều không sống sót. Sau sự cố này, các quy trình quản thúc SCP-1060 đã được cập nhật để quy định rằng các nhân viên đang mang thai hoặc nghi ngờ rằng họ có thể đang mang thai không được phép vào buồng quản thúc trong chu kỳ ban đêm của nó. Mặc dù nguồn gốc của SCP-1060 và cách người phụ nữ trẻ này sở hữu những đặc tính dị thường này vẫn chưa được biết rõ, nhưng có rất nhiều câu chuyện, hầu hết bắt nguồn từ văn hóa dân gian Malaysia, mô tả một sinh vật khá giống như vậy được biết với cái tên Malai. Nó là một sinh vật giống như ma cà rồng, mặc dù có một điểm khác biệt chính, con quái vật này đã chọn trở thành như hiện tại. Giai thoại Malaysia kể về một phương pháp mà một số phụ nữ sử dụng để trở thành Malai là họ sẽ ngồi thiền trong khi ngâm mình trong giấm. Toàn bộ cơ thể của họ phải được nhấn chìm ngoại trừ đầu và thông qua một quy trình ma thuật đen. Họ có được khả năng tách đầu ra khỏi cơ thể và biến thành một thứ gì đó trông khá giống với SCP-1060. Một số cách giải thích hiện đại về truyền thuyết mô tả nó không phải là một sự lựa chọn mà là một lời nguyền hoặc kết quả của việc phá vỡ một giao ước ma quỷ, nhưng tất cả đều có cùng một kết quả giống như với người phụ nữ được đề cập. Khi các nhà nghiên cứu SCP tiếp tục xem xét thực thể dị thường, kỳ lạ và khá nguy hiểm này, cô ấy bị quản thúc trong một xà lim dùng để giam giữ có tích hợp khả năng quan sát đối tượng dành cho thực thể dạng người mọi lúc ở điểm 33. Trong khi ở dạng người hoàn chỉnh vào ban ngày, cô ấy được cho ăn từ nhà ăn trong khuôn viên. Nhưng trong thời gian ban đêm, cô ấy được cung cấp 0,8kg nhiên liệu nhau thai người và một cái chậu chứa ít nhất 4 lít giấm rượu gạo. Việc thiếu thông tin về sự dị thường này và mối đe dọa mà nó gây ra đối với một số người nhận định đã dẫn đến việc nó được phân loại là Eucalypt. Và mặc dù quá trình tìm hiểu còn rất chậm, người ta hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ được hiểu rõ hơn và có lẽ một khi tìm ra lời giải, Adila cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Bây giờ, hãy xem thêm hồ sơ về SCP-015 IT, ông kệ, để biết một số dị thường khác mà bạn có thể thấy vừa thương hại vừa sợ. Và hãy nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.